Làm cái gì cũng vất vả cái đấy các bác ạ. Đấy, máy xúc cũng vậy. Đấy, cả buổi sáng nay, ngày hôm qua đánh xuống thì không việc gì. Nhưng mà khi mà mang đến để cuốc đất thì nó lại bị. À, xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông TV. Các bác hôm nay Nông với lại Phong lại tiếp tục quay trở lại thăm ba mẹ con em Kháo. Thì như cái thước phim trước thì các bác cũng biết là Nông cũng đã gọi người ta đến để xem để cuốc cái nền nhà để cho ba mẹ con đấy. Thì mấy xúc người ta cũng đã vào rồi các bác ạ, đây người ta cũng đã trèo lên trên này rồi. Người ta bới bới rồi. Ô, đi như này thì ô tô không lên được rồi. Chắc là mai phải cuốc cho chéo. Cuốc cho chéo ra đây. Này phải cuốc cho chéo rồi. Máy làm sao đây? Máy hỏng à? Mất điện à? À, mất điện thì đơn giản. Không nổ được đúng không? Mất điện thì đơn giản. Tí nữa anh sửa cho. Sáng nay mới vào à? Đâu ông ngoại của mấy đứa kia đâu rồi? Đi bẻ ngô. Đi bẻ ngô. Phong cầm. Để chú sửa máy xúc cho. Không có điện đúng không? Hả? Thế sáng nay vẫn làm được đấy. Mất điện đúng không? Nó đấu thẳng mát thì nó vẫn lên này này. À đúng rồi, nó đây. Từ từ nó đang bị ấy cầu chì, cái bảng điện là nó ở đâu? Đằng sau ghế. Đấy. Bảng điện ở đằng sau ghế nào? Đằng trong cabin. À. Thế đi mở cái bảng điện nha cho anh. Bảng điện ở đây đúng không? Cái cầu chì ở đây rồi. Nhưng mà em tháo chưa? Tháo hết rồi. Không có cái nào đứt. Không có. Có, kiểu gì sẽ có cầu chì đấy mà. Cái ghế này không gập được à? Không gập được, nhưng mà em đang tính là sơn cho nó cháy cục căn mát này. Căn mát ở đâu? Đằng sau ấy. Đang lên đây điện. À. Cái có căn mát ở đây à? Không phải đứt cầu chì đâu, thì xem hết rồi gì. Đâu cái căn mát ở đâu? Đây á. Đây.
Nếu mà nó cháy ở đây, nếu mà nó bị ở đây thì nó sẽ nóng ở đây. Nhưng mà bây giờ nó vẫn có điện đây này. Nhưng mà nó chết thì nó không có cách đây. Thế thì đấu thẳng ở đây. Đấu thẳng nhưng mà không đi được. Đi được. Để nó nổ nhưng mà nó không, nó kêu sụp sụp sụp, sụp nó không có điện đấy. Nó không ra được. À. Đây, vào là được một tiếng là bị chết máy như này thì bao giờ mới xong? Ồ, dưới là có đá nhỉ? Nhìn như kiểu toàn như kiểu đất nhưng mà lại có đá. Sáng nay anh quên bảo em đi từ ngang ngang từ bên kia sang để mấy nữa ô tô còn lên được. Mai xuống một tí. Ừ. Để ô tô sang, ô tô lên được. Con ô tô của ai xuống như này nhỉ? Bố rồi. À, ông đây có ô tô đúng không? Ừ. Nó mới mua à? Mới mua. Mấy khối đấy? Xe bé này, cái này xe công nông ấy. À, rồi xe công nông chở được cái gì? Tưởng là xe ô tô thì gọi nó đi chở. Không có điện nữa. Cái bên này không có điện đúng không? Ừ. Thế tiết bố cô cắt mát rồi. Đúng rồi. Mẹ nó phải có điện ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Đấy, vừa cuốc được một tí lại bị máy như này thì hơi đen rồi. Dạ. Chủ máy hôm nay đen một chút rồi. Giờ lại phải gọi anh em thợ điện vào để xem. Cái bóng nó đóng ở trên kia. Cái bóng ở đâu nhỉ anh nhỉ? Em nhỉ? Em bóng đèn của mẹ. À. Có bóng không? Có. Tháo lên cái. Một dây buộc vào bóng ấy. Một dây bóng nó có 2 dây. Một dây vượt ra vào cọc bình âm một gương. Còn ba mẹ con thì vẫn lại đi thu ngô rồi. Lại đi thu ngô cho người ta rồi. Thế bây giờ anh sâu ở chỗ đằng sau điện ra này nó không có điện tí nào rồi. Anh đang sâu. Cái này thì chắc là phải ngày mai ngày kia nữa đi. Còn đợi anh em thợ đến để xử lý cái máy nữa. Sáng nay vẫn làm ngon nghẻ, hôm qua đánh từ cách đây gần chục cây vào đây nhưng mà hôm nay làm một lúc thì lại bị như này rồi. Rồi đi xuống dưới đi. Đi lấy ô nào, lấy túi đây. Xử lý đi em ơi, xử lý nhá. Em xuống cái này tí. Đây, cái này thì cũng cần có một cái đường lên, có một con đường nhỏ lên ấy thì mấy đứa mới chở được vật liệu lên. Chắc là phải là cua ngang ngang qua đây thì xe mới lên được, còn chỗ này thì hơi dốc. Hả? Không có đâu. Không có đâu. Đen thật. Máy vừa vào tưởng là hôm nay nếu mà không máy nó không bị như thế thì hôm nay nó cũng sẽ xong thôi. Phong lấy nước đi. Ô đây. Đi đi xuống đi. Đi, không biết nhà ở đâu à? Phong. Bây hiện tại là còn phải mua vòi về kéo nước nữa các bác. Mua vòi kéo nước nữa thì mới
mới được. Phải kéo nước tầm khoảng 3 cuộn vòi nữa thì mới có nước để dùng. Còn cái nhà dưới này thì có nước qua đây, nhưng mà nếu mà dùng lâu thì chắc người ta cũng sẽ nói mình. Phong lên mở khóa đi, mở khóa cửa ấy. Cái khóa này tốt không? Hả? Ây à, giữ chữ củi. Giữ chữ củi trong này khô lắm rồi đấy. Ôi trời, nóng quá. Ông lại máy lại đi về tìm đồ, không biết là có sửa được nên gì hay không. Em mất cả buổi này rồi. Tháo thử xem nào, nó có ổn hay không. Không là bây giờ được nhiều lắm rồi đấy nhỉ. Khung phòng giờ này em múc đi gần hết rồi. Hả? Mức sản tí ăn mua cái này à? Em đưa mi cái này chân rồi nè. Cái này cân? Cái này chân à? Chân bận mà. Cái này vô nữa. Ồ, cái chân bận hả? Ờ. Cái chân bận mi xuống ăn đâu này? Ngày này đã 10 giờ rồi. Chú cứ lấy cái EX60 thì vừa rồi. Lấy cái 8 có không? Không có 8 là không ăn được đâu. 6 hay 8 rồi đấy. Chơi cái gì vất vả cái đấy, không đơn giản đâu. Mừng xăm xiên hải thì hắn cũng chém cố vận chuyển mức này nè. Cái này tắc à? Mà nghe chưa ông Âu EX 60 thứ 3 60 về thì các khôi này. Khi xuống xuống cái cá hầu, xuống cái cá ốc chứ mà. Mà. Có mùi xiên nhờ. Hả? À? Có chú đấy mày vào tao tổ con hâm của mày chuyển xin gì về? Cái gì? Đây đâu? Giờ không động vào, động vào đây. Bằng cái này ra không, tí cái này nó chập vào đây cháy bình ấy.
Không, bây giờ mình để như này, mình không để như này, nó không vào đâu. Không ra vào kia đây được. Không vào sắt đi. Nó gãy cái nào? Đây. Nhưng mà cái này nó đang chắc, hôm nào đi mua vào. Cái đồng này nó lâu nó bị oxy hóa hết rồi. Vắt vắt ra chứ. Chưa lấy ra đâu mà. Làm cái gì cũng vất vả cái đấy các bác ạ. Đấy, máy xúc cũng vậy. Đấy, cả buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua đánh xuống thì không việc gì. Nhưng mà khi mà mang đến để cuốc đất thì nó lại bị. Chẳng hiểu sao luôn. Cuốc đất thì nó lại không được. Hay là sáng nay nóng máy quá? Con này làm nhiệt độ nó không lên thế nào mà không lên á? Nhiệt độ chưa lên thế nào, em vừa múc mấy tầm mười mấy phút này. Nó tự dưng nó kêu khục khục, nó không có điện. Hay là mẹ hết cái chổi than à? Chổi than nó không ảnh hưởng, chổi than nó không liên quan đến điện. Có chứ. Cái chổi than nó không nạp điện thì trước em dính con có mát đi một lần nữa. À, nhưng mà điện đây căng đét đây. Bình ắc quy căng đét mà. Rất là vất vả. Này phải gọi cái gọi thợ điện chưa? Nó bảo như nào? Bảo nó vào xem thôi, bây giờ chờ mãi thế thôi. Gửi định vị cho nó để nó mò vào. Hitachi, Hitachi. Hikini. Ngọc nhìn ơi. Ngọc nhìn. Ôi cái cây héo hết rồi. Cây này bị héo hết rồi. Mẹ đâu? Mẹ ở trong nhà. Ôi dồi, nóng quá rồi Ngọc ơi, nhìn ơi. Nấu cơm cho ông thợ kia ăn cùng nhá. Sao lại đi tất như thế? Không đi giày à? Đi dép à? Không có dép. Không có dép á? Nóng quá. Một lối đâu? Anh trai cứ đi làm sao? Hôm nay mua cho một cân rưỡi thịt đấy nhá. Đây nhà cái túi đó nhở? Ngứa quá đúng không? Đi thu ngô ngứa quá đúng không? Mấy ngày nữa là thu xong. Trong khoảng 2 ngày nữa. Nào vào đây ngồi ở đây nè. Ông này tiếp tục nhận được tiền từ các cô các bác gửi cho ba mẹ con ở đây. Một là ngày mùng 7 tháng 8 là cô Ngô Thị Yến ở Hà Nội gửi là 2 triệu. Tiếp là ngày mùng 8 tháng 8 là cô Huế ở Gia Nghĩa Đắk Nông là 200. Tiếp là ngày mùng 9 tháng 8 là cô Hoàng Thị Khánh ở
Hà Đông Hà Nội 500.000 gửi cho ba mẹ con đấy, được thêm là được 2.700.000 nữa. Vừa rồi thì có đặt cái đèn năng lượng rồi nhưng mà mãi chưa thấy gửi đến. Để cháu cũng xin chân thành cảm ơn cô Yến, cô Huế, cô Khách rất là nhiều đã ủng hộ ba mẹ con tiền để vào ký quỹ để xây nhà. Nào, Ngọc nhìn đứng dậy cảm ơn bà đi. Nhà cháu cảm ơn bà. Ba bà. Ba bà đã gửi tiền cho ba mẹ con cháu. Cháu xin cảm ơn bà. Cháu chúc bà luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Rồi. Tiếp tục bàn gì đấy nhỉ? Nhà cháu cảm ơn ba bà đã gửi tiền cho ba mẹ con cháu. Cháu xin cảm ơn, cháu chúc ba bà luôn luôn mạnh khỏe. Rồi. Tí là cái củi ấy, cái củi ở trên này, cái chỗ cuốc nền đấy, cái củi đấy có cần lấy không? À, Kháo. Đây. Củi họ cuốc nền nhà kia à? Có. Tí đi lấy đi, không mai nó lấp hết đấy. Khô á? Tươi ấy. Cái củi tươi ấy, phải đi lấy chứ không mấy nữa lấp hết là không có mà đun. Nếu lấy ở đây tìm khó. Em nó bảo là, các cô bác góp bảo là làm cái chạn bằng cái tre nhưng mà vẫn chưa làm được. Có biết làm không nhỉ? Biết chan là gì không? Cái chan để bát đây ở góc kia. Hôm nay thì cũng đến, thứ nhất là đến xem máy xúc xem người ta đào đến đâu, nhưng mà cũng do là không may như thì bị cái máy xúc bị hỏng, giờ cũng sẽ chắc trong khoảng ngày mai ngày kia nữa thì mới cuốc xong được. Thì hiện tại thì cũng cái kinh phí thì cũng được ngày một lớn dần rồi, cũng được gần 50 triệu rồi. Đấy thì cũng đấy là bao gồm cả tiền ăn của ba mẹ con. Thì cũng nhất là mong là quý ông bà cô chú ủng hộ cho ba mẹ con cho đỡ khổ. Đấy, hiện tại thì cũng cảm ơn tất cả các ông bà cô bác cũng góp ý cháu ông là làm nhà tiền chế rồi lại làm nhà này nhà kia đấy, thì cũng theo cháu anh ông thì cũng rất là khó, bởi vì là cái nhà tiền chế thì ở trong rừng nên là sợ là đến lúc mà ba mẹ con mà đi vắng thì người ta lại khoét đục vào và nhà, nên là cũng rất là khó. Bởi vì cái tôn đấy cũng rất là mỏng mà hai lớp đấy, thì người ta chỉ cần lấy một cái gì chọc phát là nó sẽ bị thủng, nó sẽ bị bật ra, nó sẽ bẻ phát, nó sẽ bị cong cái tôn, nó sẽ bị bật mũi ra. Cũng sẽ cố gắng làm sao để làm một cái gọi là xây bằng gạch bê tông hóa thì nó còn đỡ, vì là ở trong rừng ba mẹ con thì cũng rất là bất hạnh. Thế thì cũng phải khi mà làm thì cũng phải làm một cái để cho nói chung là cho nó đỡ hơn cái nhà nhà liều này. Mình xây bằng bê tông thì nó sẽ kiên cố hơn. Mình kể cả đêm hôm ba mẹ con ngủ thì sẽ không sợ. Và kể cả ngày ban ngày đi làm đóng cửa vào là cũng sẽ không sợ. Kiến lại sạt lại đổ đấy, ôi con kiến. Chưa.
Kín ngựa. Kín ngựa nhiều lắm. Bỏng ơi. Đủ đâu nghìn ơi? Chưa đủ đâu. Lấy tiếp à? Nóng quá không chịu nổi luôn. Lấy tiếp. Xem đi khoan lặng tiếp. Đó nhiều luôn đấy. Nhưng mà sợ sợ không? Chắc không sợ, cầm nó cầm nhằm nó cầm nhằm nó nói xem. Nóng quá đúng không? Nóng quá đúng không? Nhìn có treo được không? Mà chỉ cái cây kia xuống. Mấy cái lá này. Bây giờ chỉ biết chặt một phát là lấy về được mà. Có đi được không? Hả? Có treo được không? Hả? Treo đi. Không có sâu đâu. Phong lấy đi, treo đi. Đây này đi. Nào, kéo đi.
Đây nữa. Kéo cái cành kêu đấy. Kìa. Qua nó là ra nhiều quá sợ nó đổ ấy. Mấy con ngao đi. Thế nào, mát chưa? Mát đúng không? Cháu Hân xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà cô bác và mọi người là Hân ông có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Hân ông. Đầu tiên là vừa rồi có rất là nhiều ông bà cô bác có dặn cháu Hân ông là làm cái sản phẩm củ giấy, thì cháu Hân ông cũng đã làm được rất là nhiều rồi, rồi có dặn dân làm nên thì được chỗ này tầm khoảng hơn chục cân. Ngoài cái sản phẩm củ giấy thì cháu đang có bán mật ong rừng và mật ong khoái, thì mùa này thì cũng mùa mưa nên là cháu đang không bán mật ong, có hiện tại là còn một ít nữa thôi, mật ong còn tầm khoảng 20 lít nữa là từ đầu năm cháu đang đi mua của dân về. Rồi tiếp thì cháu đang có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nông có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thìa canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này, mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, sơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu, cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cái gì cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần, nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần, là mùi rất là thơm.
tiếp đây là hạt dổi, tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé. Cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan, viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Và chè dây, chè dây thì cháu nó không sao đâu, cháu nó lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu nó trước đây bị bụng sôi gục nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng. Tiếp đây là táo đỏ nhé, táo đỏ cái này là lấy về ngâm tiểu. Với cái sản phẩm cháu nông vừa giới thiệu, ông bà của bác, cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu nông để cháu nông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu nông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ.